sau, chương trình Phụ Nữ Quyền Năng sẽ có sự xuất hiện của hai khách mời, đó là nữ doanh nhân Đinh Kim Anh. Mình cũng là một người khó khăn đi ra, thì nghĩ là mình làm, cứ làm ít có nhiều làm nhiều. Cho nên lúc mua lực trong đầu cũng nghĩ là hướng về những người nghèo ấy. Và nữ doanh nhân Đặng Vân Anh. Có thể là mình có năng lực làm việc tốt, thế nhưng cái bằng cấp của mình đó là trung cấp thì cái việc mà thăng tiến nó cũng rất là khó khăn. Mong quý vị và các bạn chú ý đón xem.